Còn đây là nguyên liệu cuối cùng anh em nhé, cám gạo. Nhiều bác ở thành phố cho không biết cái loại cám này, cứ bảo cám gạo cám gì. Đây cái cám mà người ta khi sát gạo ra thì sẽ có loại cám này các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em làm cái bước tiếp theo cho các bác xem. Thì cái loại cám này các bác hỏi là có cần rang lên hay không, thì cái loại này không cần rang các bạn, cứ cho vào trực tiếp cũng được. Nhưng mà đây cám kiểu nhà em để nó nâu ấy, nó bị ẩm này, nên em cần rang vàng lên, rang vàng lên rất là thơm nhé, còn bình thường là không cần được. Rang rang nó sao. Cám này nó bị ẩm rồi em phải phải rang thôi, bình thường nó không cần rang đâu. Rang lên thì càng tốt. Anh nhiều bác bảo là nhiều bác bảo là nấu mồi phải cần chảo xuống dính với này nó mới cháy ấy. Thực ra các bác chắc là làm lần một lần hai nó chưa quen thôi, lần đầu em làm nó cũng vậy. Cái này thật là không cần chảo xuống dính mà các bác chỉ cần cho nhỏ nửa mấy cái nồi của bác đế thật dày ấy thì mới được các bác nhé. Chứ mà nồi các bác mà mỏng quá cho nửa to dễ cháy lắm. Mà kể cả nồi mỏng cho nửa nhỏ nó cũng dễ bén bén nồi nhé. Bác phải lấy nồi phần dày. Bây giờ mình đang vàng, đang đều lên nhé. Cái này nhà mình nó ẩm quá, để nâu mà. Trong vàng nó đều không, sau tí bóp nó nẫn vào mấy cái màu chua kìa. Cái nguyên liệu này, cái nguyên liệu này tạo hương vị này. cá chép nó thích ăn các bạn này. Còn đây là nguyên liệu cuối cùng anh em nhé, cám gạo. Cái đảo đều, các bác đảo đều này cho đến khi nó vàng đều và thơm nhé. Các bác nhìn này. Đây là cái cám không, mình còn cho thêm một chút gạo nữa để tạo cái hương vị thơm. Các bác thử rang gạo thì các bác biết đấy, mùi rất là thơm đúng không? Em cho cả gạo vào luôn. Các bác tạo cám và gạo nhé, bình thường chả cần gạo đâu, mình đảo cám nó thơm. Hôm nay mình cho thêm ít vào xem nó độ nó thế nào. Đấy, các bác nhìn thấy nha, đảo đều không nó cháy, cháy này nó khê là mất thơm đấy. Thì hôm nay trời nó râm râm thì khả năng là thì tối em sẽ vác cái mồi nọ còn đấy đi test cho bác nó xem, test trực tiếp luôn. Trời tâm mát này. Đây, em hướng dẫn rất chi tiết mà các bác còn không làm ra cái loại mồi nữa để không biết phải làm sao. Nhiều bác bảo là em làm như anh mà không được, để nấu mồi đấy còn nhão nha, nó không được khô. Nhiều bác thì mà bảo nấu thì lại cháy nha, đấy là kinh nghiệm ấy. Các bác nấu nhiều nó sẽ thành quen mà. Em đang cám nấu nhiều thành quen, tạo kinh nghiệm nha. Quan trọng nhất là cái phần đáy này nó được dày thì mình đảo nó không bị khét, không bị cháy. Cái nào này, đấy cái đảo đều không bao giờ sợ cháy nhỉ. Này ok các bạn, gần gần đi, cố hơn tí nữa cho nó thơm hẳn. Anh em làm bài mồi đi câu thì phải suy nghĩ nhá. Mồi này thường thường là mình đi câu ấy thì bóng chấm với chép là chủ yếu. Rô phi thì ít, rô phi nó cá con nó không phải ăn đâu, chỉ con nào nó bự hẳn đấy các bạn, nó đến thôi. Em câu cái này dính rô phi toàn rô phi bự thôi, có nọ
làm vườn như các bác bảo sau câu bài ủ chua nên còn đục khi cọ ấy. Hôm đấy là em làm thêm bài mồi này nhưng mà em bóp trứng mà có trứng tành nó đục khi cọ nó đấy, còn nếu mình không bóp trứng ấy, thì đục khi cọ nó không nhớ đến đâu. Cái này đa phần là chỉ là chép mới chấm trôi. Còn là em sẽ hướng dẫn các bác cách làm bài mồi cũng như này mà câu rô phi nhé. Rô phi thì cần phải cho thêm nguyên liệu khác cũng nào này nhưng mà cho thêm một số nguyên liệu đó, cũng là nguyên liệu đơn giản rẻ tiền thôi thì không cần đào run, cái bài mồi đấy không cần đào run, rô phi nên đều luôn. Và cái này đa phần là anh em đi đánh này chép là chủ yếu này, chép mới chấm. Em đánh đa phần là đánh ổ thôi, còn lên chép này lâu lâu con chấm to to nó vào là lên hàng luôn. Chấm này bao giờ số lượng nó ở ngoài thiên nhiên nó cũng ít hơn là cá chép ạ, đa phần là chép lên nhiều. Chấm này may mắn thì gặp được một con, chấm gặp thì lại cá to hẳn nha, nó không có cá bé. Lúc nào lên hàng thiên nhiên lên hàng cá chấm này đa phần là to. Ngày xưa thì chưa biết làm video thì đi câu chẳng bao giờ quay thì lên hàng toàn cá to. Đạo này cá bố tè nhiều quá này, câu nó khó đi. Mỗi lần đi câu lại gặp mấy ông canh lưới mẹ ông ta là đi về. Và bây giờ đi làm công nhân thì được nghỉ mỗi ngày chủ nhật ấy, gặp mấy thanh niên đấy thì đúng là chịu hẳn thôi. Rồi tắt bếp. Giờ em sẽ cho thằng đây đảo các bác xem nhé. Đấy, úp úp mồi đây cho tăng góc rộng các bác xem. Mồi đã ủ 6 ngày rồi giờ nó mùi rất là chua rồi. Bóc dây qua sàn các bác gỡ rơi gỡ dây nhẹ nhàng thôi nhá, rồi gỡ nhẹ nhàng thôi để tránh nước nó rơi xuống. Rồi bác mở. Ồ cũng cả vào phần đáy nha các bác nhỉ, bác nhìn mồi chưa. Mà đấy quá sau khi ủ bao nhìn thấy nhão chưa, đấy ủ mồi bao giờ nó cũng nhão, phải cho thêm loại này vào thì mồi bắt đầu nó mới khô được, nó khô mới bóp mồi. Chưa bác mở để yên như thế này là không bóp mồi đâu này, nọ em bác nhìn em nấu nó quyện thế bao giờ nhão rồi đấy, đấy hương vị rất thơm. Khi các bác ủ xong ấy cái hương vị mà các bác phải nói mùi như nào nhỉ, mùi mà các bác ngửi nó quả xoài chín đúng không ạ, ngửi nó hơi chua chua đúng không, mùi nó thơm nhưng nó kiểu hơi chua chua, giống như là các bác những quả xoài chín ăn ấy mà khi mình ngửi qua mình thoáng qua thì đúng là mùi xoài chín, nhưng khi mình đến gần ấy thì xoài kiểu nó xoài nó bị nẫu ấy, đấy thì mình đến gần cảm giác nó hơi chua thì mùi y hệt mùi như vậy, đấy là mùi mới đạt các bác nhé. Nó thơm như kiểu chua như kiểu mùi xoài ấy. Mùi xoài nẫu đấy y hệt như vậy luôn. Đấy, mùi đạt đấy bác nhá, nhìn nhá. Đấy cái này bác bóp luôn là không bao giờ bóp được. Bóp luôn là cái này nó tan ra ngay, mặc dù nó nấu rất dẻo khi lúc đấy là bóp được ngay nhưng mà khi mình đã ủ rồi thì không thể bóp được. Đấy, đây là nắm gạo chưa? Bác còn cho vào này trong ủ. Cái này nguyên liệu này các bác cho vào nhá, chỉ cần ủ qua một đêm, từ một đêm trở đi nhá. Là đi câu là ngon rồi. Đấy, nguyên liệu rất là đơn giản và rẻ thôi. Đấy, để cái này nó vừa hút nước cái này nó ủ thêm cho cái hương vị của cái mồi chua này. Đấy, các bác đảo đều nhé, mồi để rất là nâu nhé. Các bác yên tâm, quan trọng là các bác đậy kín, nhưng mà để hở là nó nhanh hỏng, để hở cái kiểu là nó khô mồi ấy, không khí mà bắt đầu mồi khô nó mốc lúc ấy nó không còn cái vị chua nữa. Có vài lần em đi câu về thì em có quên mất hay là vứt ở bên ngoài ấy. Cái không khí nó vào mấy hôm nó khô luôn, nó khô nó mốc xanh, nó không còn cái mùi gì nữa, lúc đấy thì đi câu sẽ không câu được. Đấy. Em đánh lục ấy thì ở mồi này độ dẻo hay là độ tan nó không quan trọng, rồi đánh em đánh cả ổ em vứt xuống rồi. Mà bác nào câu đớn câu năng xế thì là mình bóp thêm cái này cho nó khô đi, nó khô xong rồi lúc nào mà mình cầm đi mình vẫn cầm theo một lượng cắm gà đấy, để lúc nào mồi nó kiểu nó ướt quá ấy, thì các bác
cho nhỏ dã nhỏ cái cắm gà ra nhá, cầm đi nhá, xong rồi bóc nó dê thêm mà bóp thêm mà thì nó như mỗi khô dạo ném này tuyệt vời luôn đấy, rồi nha mùi hương vị nó nhá. Bỏ ra cả nàng người thấy luôn đấy. Các bác nào còn những câu hỏi nào thắc mắc về cái bài mồi thì cứ bút phía dưới em giải đáp cụ thể nhé. Đấy, mồi rất là chuẩn luôn đấy, đi câu khỏe bạn nhá, cá lên đều luôn, lên mọi tay luôn. Em thấy có bác inbox ở phía dưới này, nó làm theo anh ấy thì hôm đấy đi cầu chặt mỏi tay luôn nhá. Em cảm thấy rất là vui khi chia sẻ cho anh em cái bài mồi của em. Nhiều người người ta giữ bí quyết này, xong người ta làm mồi người ta bán, mà đây em làm được thì cũng chia sẻ cho anh em đi câu cho đỡ vất vả, đỡ phải đi tàu run lắm gì trời, thì mùa sau là mùa đông run nó ít, đào nó khổ vất vả, đi làm cả ngày về tàu run này, mệt lắm. Nhìn thấy em mồi cá rồi. À quên, có chắc là các bác hỏi cho lượng cắm này bao nhiêu thì đủ, thì tiền cho khoảng chắc là khoảng 2 phần 10, cái này mà 10 thì gần cái cắm gạo gần 2 phần là được nhé. Đấy, tỷ lệ như vậy. Còn tỷ lệ chứ cắm gà mẹ ngô là 50-50. Em hướng dẫn này rất là chi tiết ấy, bác nào không làm được câu nữa thôi ấy. Đấy, rất dẻo đấy. Sở không hề đứng tay luôn các bác nhìn. Vậy là mồi nó mới đạt. Còn dính tay thì vẫn có phương pháp chữa được. Dính tay thì các bác bóp thêm trực tiếp cắm gà vào đây, khi nào nó khô là được. Đấy, ok, thơm lắm, bỏ ra cả nang người thấy chứ không này. Đánh cái này rất là yên tâm nhé, chấm mới lại chép nó vào mầm luôn đấy. Em đánh ổ các bác nhá, ngầm chia ổ đá một phát cái xuống là cái hôm mà hôm ấy trời mưa mưa đấy, ủi có tầm nó lên nhá. Hôm ấy nhiều lúc đó, định muốn về đấy mà nhìn tầm không về được, cứ một lúc sau là y rằng cá lên luôn. Dẻo này mà. Thì bây giờ nhé, hoạt động em tí. Bài mồi này, nguyên liệu này, nguyên liệu vô cùng rẻ tiền, đơn giản, kiếm đâu cũng được. Đá tiệm mẹ đầy cái loại mồi ra tiệm rất là nguyên liệu ra tiệm rất là nhiều, sẵn có đây cho bác gặp nữa. Thơm. Giờ đi cầu cá không cần đảo run nữa, nhiều bác sướng lắm này. Cầu cá phải đảo run nào, hơi bị khổ luôn đấy. Nếu mà xong như này các bác phải đậy kín mà nhiều đi câu phải lấy một lượng nhé, này ủ từ một ngày trở đi nhá. Có đậy kín màu thì sau này các bác dùng sẽ không nâu. Như em thì em sẽ chia mồi luôn. Ví dụ như là một ngày em câu hết khoảng bao nhiêu thì em sẽ chia lượng túi nhỏ. Bây giờ em ấy câu gì còn giờ một cái túi là được. Chia nhỏ ra thì những cái túi còn lại mình để nó được nâu, cho mình kiểu mình không nhấc ra nhấc vào thì không khí không vào được thì rất là nâu hỏng. Chứ các bác cứ để không khí nó vào được một thời gian hỏng hết. Mồi của em này rất đạt các bác nhìn, dẻo luôn đấy. Có nấu phải đạt được như thế này giờ mồi nó mới chuẩn, dẻo luôn. Ngon nhìn nhé. Giờ sẽ chia mồi nhé. Bình thường em đi câu hết nhé, một ngày câu hết khoảng bao nhiêu mồi thì em nó chia ra một túi nhỏ để mình gói lại ấy, thì không khí nó sẽ không vào được, không khí không vào được để rất là lâu. Bình
ngày mai đánh lục thì em hiểu đánh khoảng nửa nửa như thế này là ok này. Đấy các bạn nhé, như bao nhiêu câu mất một ngày mất khoảng bao nhiêu mồi các bác không? Ủa quá quá này. Đấy, một mồi rất là chuẩn, mồi dẻo nhỉ, các bác thấy nó dẻo, độ dẻo cái khủng này bóp đâu dẻo luôn đến đấy. Cái này mà bác nào mà bác nào mà đi câu chuyên nghiệp thì quên đi, mồi giá đánh không sợ tốn tiền. Đi câu chuyên nghiệp mà mỗi ngày mất mấy chục nghìn là khoai mấy cái đấy này, hơi căng luôn à, hơi ít nhỉ. Đấy, để nó phồng phồng nó tưởng nó bóp vào là thấy nó ít hơn. Đấy, đây là cái bước cuối cùng nhé. Bước cuối cùng của em đến đây là cũng hết đấy. Bài mổ của em là hoàn chỉnh rồi. Các bác chỉ cần để ủ từ một ngày trở đi và cứ buộc kín như này nhé. Chia lượng nào buộc kín như này. Sau này bác chia hết cái túi mồi, bác cứ đi mỗi lần bác đi cầu bác cầm một túi đi. Còn nếu bác nào muốn để cá này thì xong nó phải đậy thật kín vào. Nhưng mà lời khuyên của em khi các bác lấy muốn lấy ra lấy vào một mồi nhiều quá cấu hàng mấy tháng hết thì cái chỗ còn lại sợ nó bị mốc, kiểu không khí nó vào nhiều quá mà. Đấy. Như em bây giờ rất là ổn này, hãy bóp vuốt hết không khí ra. Chia vào túi bóp. Đấy, đây à. Vuốt hết không khí ra. Thì để thì nó hàng năm luôn đấy. Không bao giờ sợ mồi hỏng đâu. Càng để mồi nó cũng chỉ vậy, nó không nhiều nó hỏng đâu. Không bị gì thì tăng thêm chứ không hiểu mất đi, mà các bác để ngoài thì không bị mất đi ngay. Rồi, chúc các bác thành công nhé. Câu nhiều cá bao nên được nhiều cá thì inbox lại cho em. Anh em cần thủ nên chia sẻ với nhau.